Hiện tại là chúng ta đang đứng ở trên phố này là phố Hàng Điếu các bạn nhé. Đây là trong khu vực phố cổ Hà Nội. Trước mặt các bạn đây là cái quán phở gà. Quán phở gà này có rất lâu năm rồi các bạn nhé. Thì hôm nay mình có dịp mình ghé qua quán này thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá quán này luôn. Cái này là để giới thiệu cho những bạn mà chưa ăn cái quán phở gà ở đây và cũng ít ăn ở những món ăn trong khu vực phố cổ Hà Nội. Bởi vì nếu mà các bạn đã thường ăn ở trong phố cổ thì các bạn sẽ biết được quán này rồi. Đấy, bây giờ mình vào đây các bạn nhé. Lúc này là khoảng 6 giờ các bạn nhé. Đấy thì quán cũng chưa có nhiều khách đâu. Nhưng mà đến tầm 7 giờ trở ra thì quán sẽ rất là đông. Địa chỉ là số 1 Hàng Điếu các bạn nhé. Đấy, có rất là nhiều bạn thì cũng muốn hỏi mình về địa chỉ các quán ở đâu thì mình nói luôn là địa chỉ số 1 Hàng Điếu đấy. Ở đây thì người ta có thể ngồi ở vỉa hè. Đấy, quán đây thì khu vực trong nhà thì cũng khá là chật đấy các bạn. Nhưng mà nếu mà ngồi ở đây thì theo cách bố trí cô thì chỗ này ngồi cũng được khoảng 20 người đấy. Được 20 người không ta? Chắc không được 20 người đâu. Chỗ này chỉ khoảng tầm hơn chục người thôi. Đấy, cô chủ đây các bạn. Đấy các bạn thấy không? Cái thịt gà cô để trong cái đĩa nó nguyên hút. Nhìn nhiều. Cô tách riêng là phần da gà luôn. Cô phở ra đây có bán nhiều không cô? Nhiều. Thế à? Ấy cháu thấy ít quán mà kiểu tách riêng cái phần da mà có riêng một bát da như của cô đấy. Da đây là cô lấy ra từ cái phần nào của gà đấy? Có những cái phần mà người ta ăn phần trắng. À, có người ta lại thích ăn trắng thì người ta không ăn da thì cô tách ra. À. Thực ra là các bạn vào quán các bạn có thể thấy không? Rất ít quán là tách riêng cái phần da với cả phần thịt để bán cho phân loại khách hàng như thế này. Chứng tỏ là cháu nhìn này là cháu biết là cô bán được rất là nhiều khách nên là cô mới phải phân ra theo cái kiểu như này. Đây quầy cô các bạn này, quầy đây nhìn nó bé bé nhé, bé bé dài dài. Đây cô có phân riêng ra cả phần phao câu luôn. Đấy, phao câu này các bạn này, đấy để riêng một bát phao câu. Cô bán ở đây bao năm rồi cô? 36 năm. 36 năm ạ, nhà mình đây luôn hả cô? Nhà đây. À, thế thì tiện quá. Con nói thật là nhà cô là ở đây là có vị trí đẹp nhất phố cổ đấy cô ạ. Chắc thế. Hai mặt tiền luôn nhá. Nhà bán hàng này tuyệt vời. Loại nào là cô bán chạy nhất hả cô? Bình thường là phở gà đùi. Vâng, gà đùi là chạy nhất. Còn giá là bao nhiêu đấy ạ? 40-50. 40-50 nghìn là tùy theo lượng nhiều ít đấy không cô? Đúng. Vâng. Con thấy ở đây cô còn có một bát da gà nữa là chắc là cũng nhiều người thích ăn da gà riêng hả cô? Nhiều người ta thích ăn một bát gà nhiều da. À, gà nhiều da thì mình bớt thêm cái đấy. Thì cái đấy thì tính theo tiền thì như thế nào đấy cô? Cũng thế, 40-50 nghìn, 60 nghìn. À rồi, có nghĩa là không thêm gì, chỉ là do là mình nhiều cái này đi cái kia thôi đúng không? Vâng, ở đây cô có cả phở bò nữa hả? Cả phở bò, cả phở gà. Dạ, phở bò này thì giá như thế nào cô? Cũng thế, 40-50, 60-70, 70. Ai thích ăn bao nhiêu thì ăn. Đặc biệt thì 70-80, mà bình thường thì 40-50. Vâng ạ. Thế thường là suất bán ra thì bao tiền là nhiều nhất hả cô? Thường là đặc biệt thì 70-80. Vâng ạ. Thế là cô bán đây 36 năm là trước đây chắc là bà con bán đúng không cô? Có, bà bán. Dạ. Bà bán từ lâu rồi. Vâng. Nhưng mà từ năm đấy thì thỉnh thoảng lúc nào đông thì bán hộ bà. Vâng. Độ 20 năm nay thì bà mất, bà ốm xong rồi bà mất thì cô bán. Vâng. Dạ. Chỉ thích bán phở thôi. Chỉ thích bán phở và chỉ thích ăn phở thôi. Dạ vâng. Con thấy cô con là vàng nó cứ đeo chân tay cổ này thì đúng không? Cũng thích thật đấy cô nhỉ? Bình thường lắm. Cứ bán cái gì mà cứ vàng nó cứ đeo ấy, đầy người thì cũng thích thật. Thôi con nói thế thôi cô ạ. Thực ra nó phải là cái niềm đam mê thôi vì làm này nó vất vả lắm. Ăn gì đó con? Vào ngồi đi. Gà như mình sử dụng ở đây là gà gì đấy cô? Gà ta già đấy. Gà à, mình phải lựa chọn con gà già đấy cô? Ừ. Vâng. Gà già ăn thịt nó mới chắc cô nhỉ? Ừ, thịt nó mới dai. Vâng, thịt nó chắc nó dai. Tái nhá. Tái gà. Cô cho, thế thì cô cho con một bát phở gà.
cho con ít da không nhá. Ok. Cho con da này. Con thích ăn da mà. Tôi cho con một bát là 50 cô nhá. Ừ. 50. Anh ngồi đi. Bơ gà gỗ nhiều hành nhỉ? Những người này người ta đề nghị nhiều hành. Vâng, à đấy là do là khách. Có những người khách quen người ta thích hợp thử hành này cũng ngon lắm. Một lát nữa cháu ăn thử cháu sẽ thấy hành này không giống hành khác. Thế ạ? Hành này không phải là hành bán ở ngoài chợ đâu. Vâng. Hành ở tận Tây Tựu người ta đưa ra người ta bán cho mình. Vâng. Hành này nó cũng khác hành khác. Dạ vâng. Nó giòn hơn nhiều. À thế ạ? Con nhìn cái nồi nước dùng của cô mà con thấy mê quá cô ạ. Cái này của cô là có cả nghệ nướng không? À, gừng nướng. Gừng nướng. Gừng nướng nó thơm. Đã làm cho con chưa? Vâng, đây cô làm luôn cho con đi. Cô làm cho con một bát là đủ nhiều da này nhá. Một bát, vâng, đủ da. Bát 50 này, cô lấy cho con một bát 40 nữa. Đây, bát 50 vâng, đây. Để con biết 40 nó có cái sự phân biệt giữa 50 và 40. Vâng. 50 là bát to này, vâng, 40 là bát nhỏ này. Đi thằng ơi, ra đây. Cái bát này thì chỉ đùi không thôi hả? Cho con dùng cái bát này đi, nhưng mà 40. Ok, ok, ok. Vâng. Vâng. À, thế hả? Vâng, em cảm ơn anh nhá. Cái này của anh đúng không ạ? Vâng. Thế để em. Đây mình gọi hai bát các bạn nhé. Một gọi bát, mình gọi một bát 40 và một bát 50 để chúng ta phân biệt. Bởi vì có nhiều bạn thì cũng ăn không ăn cái suất 50 mà chỉ ăn cái suất min thôi. Thì mình gọi 40. Về cái kích cỡ của bát các bạn thấy không? Là bát 40 này là bé hơn cái bát 50 các bạn nhé. Hai bát to nhỏ khác nhau. Ở trên này do là mình thích ăn da thì mình gọi nhiều da. Nhiều da hơn. Còn cái phần thịt, khi mà gọi da rồi thì cô lại cho cái phần thịt không da. Nó kèm theo. Nói chung là cũng rất là nhiều thịt đấy các bạn. 40.000 một bát này. Mình thấy là khá là nhiều thịt. Bên dưới thì ok, phở trắng mềm, gắp vào mềm. Có vẻ như là sợi nó rất là ngắn đấy các bạn này. Các bạn có thể thấy là cô ấy có cái nồi xương ấy. Cô nồi xương. Thực ra thì mình nghĩ rằng là phở gà đầu tiên cô có nồi xương đấy là cô do cô bán được rất là nhiều gà. Các cái phần xương ở trong cô cho hết vào trong nồi đấy, còn nhiều nhà thì người ta lại không sử dụng cái phần xương này, hoặc cũng có thể là người ta bán ít gà ấy, nên là người ta không có cái lượng xương nó nhiều để mà nó cho nồi đấy. Nước phở đấy rất ngọt các bạn nhé. Chúng mình ăn ở một số chỗ mình thấy là nước phở đấy ăn ngon. Nước phở đấy rất đậm đấy các bạn. Ngoài ra thì khi nhấp nhấp ý, thì nó có cái độ dính dính ấy các bạn. Đối với cả thịt gà thì mình nghĩ là nó phải có cái phần nó phải dính dính như thế thì nó mới chứng tỏ là người ta sử dụng nhiều cái xương gà để người ta nấu thành nước ấy. Ngoài ra đây hành này các bạn này, cô sử dụng rất nhiều hành và hoàn toàn không có lá chanh luôn. Hầu như đại đa số các quán là người ta sử dụng cái lá chanh, người ta thái nhỏ người ta cho ở đây, nhiều quán của cô gần như không có. Không có luôn các bạn ạ. Do vậy là không có cái hơi vị ngăm ngăm đắng của lá chanh. Ăn da gà rất mềm các bạn ạ, nó không có giòn mà ăn nó mềm mềm. Cái miếng mình vừa ăn thậm chí là nó cảm giác nó mềm nhũn nhũn ấy. Ăn rất mềm các bạn nhé. Đây người ta ninh dừ da gà luôn. Thịt thái bé. Ăn chắc thịt. Thực sự cảm thấy ăn nó rất là đưa miệng. Hành ăn giòn. Ở đây sử dụng cô chủ yếu sử dụng là hành lá các bạn nhé. Cái da gà ở đây cô sử dụng cái gà phần gà già, chính vì thế là cô phải ninh nó nhiều một chút. Nó không bị dai. Tròn. Nhưng mà nếu mà thực ra là cô ninh như này nó cũng không phải là quá nhiều đâu các bạn. Cô ninh như này là vừa tầm vừa đủ nên mình ăn mình vẫn cảm nhận được độ giòn ở cái da nhé. Nó không mềm nhũn. Có nghĩa là nó cảm giác là nó bị đứt ra. Nó có đúng là nó không. Không biết là chú có cái miếng phần gà dày không? À, này, cô ăn xem rất là giòn. Cái này giòn nhỉ? Đây. Còn cái này rất giòn ngon nhá. Cái da nó tùy nhá, cái da ở phần bụng thì nó sẽ mềm hơn, nhưng cái da ở phần cổ này hoặc là ở phần đùi này, phần cánh ấy, thì nó sẽ giòn hơn. Ừ. Có tí nữa phải hỏi cô xem sau ăn lại có cái miếng nó giòn.
Cái một phần thì nó rất mềm nha, một phần thì lại rất giòn cơ. Đúng là cháu nói thì nó có logic đấy, nhưng mà đây là nó cái sự khác biệt hoàn toàn giữa giòn và mềm. Ở đây không phải là cô không sử dụng lá chanh các bạn nhé, cô có sử dụng lá chanh, nhưng mà ở đây là cô không cho vào bát, vì cô để lá chanh bên ngoài này. À, ai đây ăn thì sẽ cho vào các bạn ạ. Ừ, có nghĩa là cho mình có cái sự tùy chọn đấy các bạn. Tức là có bạn thì có thể ăn được cái vị của lá chanh, nhưng mà có bạn sẽ không ăn được bởi chuẩn. Vì nó sẽ có hơi một chút ngâm ngâm đắng các bạn. Như mình là mình sẽ cho một chút lá chanh vào. Nhưng mà nếu mà cháu mà rắc lúc này là không được đắng. Cho ngay từ lúc đầu lúc còn nóng ấy, nó làm khô cái nước của cái vị của lá chanh nha, còn dễ đắng hơn. Bây giờ cháu cho có khi lại ngon đấy. Cho chút lá chanh vào dậy mùi. Bánh phở đấy rất mềm, ăn một lúc là có thể nó bị đứt bánh phở ra. Bạn thấy những cái quán trước đây cháu ăn với cả quán này nè. Bánh phở đây không ngon bằng cái quán bánh phở trước. Đây nó mềm nhưng ăn nó có cái hưởng dạng bột bột bánh phở đấy. Là cái bánh này, loại bánh phở đặc trưng riêng đấy. Ăn sợi nó bé. Sợi bé như kiểu là mình ăn cái mì, mì gạo. Ừ. Mình là mình thích ăn còn là mình thích ăn thịt đen với lại nhiều da các bạn. Hoặc là phần thịt cánh với lại phần da là nhiều. Nhưng mình không thích ăn thịt trắng đấy. Con gửi cô hai bát ạ. Vâng. Cô ơi, con thấy ăn cái phần da ấy, có phần ăn nó rất là giòn ngon. Nhưng có phần ăn nó lại rất là mềm, đấy là do đâu đấy cô? Cái mềm ấy là có một số con gà mềm để bán cho những người già, với cả trẻ con. À thế ạ? Còn thanh niên thì họ lại thích ăn cứng. Có một số những người già ở quanh đây, người ta là khách quen lâu năm từ đời của ông bà. Vâng. Nhưng cái thịt cứng này người ta không nhai được. Thế ạ? À thì cô lại ninh dừ hơn không, à? Mình phải lấy những cái loại gà nó non hơn. À, thỏa lào. Thế tại sao lý do gì mà con đâu có già đâu mà cô lấy con phần mềm? Thì nếu mà cháu không có yêu cầu thì cô cứ bán như người bình thường. Thế à? Nếu như khách quen thì họ sẽ yêu cầu. Hoặc vâng. là họ sẽ hỏi là sao của em bị mềm thế. Thế bảo là thế em không thích mềm thì ngày mai chị làm cho em cứng. Ngày mai người ta quay lại thì người ta sẽ thế là hôm nay con ăn có những miếng đầu tiên nhá. Trên cái bát của con ấy là toàn miếng mềm thôi. Okay. Sau đấy ăn sang bát của 50.000 ý thì con lại thấy có phần giòn ăn vào sao ngon thế. Đúng lúc rồi. Đầu tiên là tưởng là cô ở đây cô chỉ làm mềm thôi. Có nhiều người người ta thích giòn. Nhưng không có nhiều người người ta ăn giòn xong người ta bảo cứng lắm anh không nhai được. Ngày mai quay lại mình sẽ làm mềm. Nói chung là mình sẽ phục vụ được hết. Dạ kể vâng, cả con hiểu. Thế nào mình cũng làm được, tại vì là dạ mình vâng. bán lâu năm rồi. Vâng. Mình biết cách làm thế nào cho khách vừa lòng. Dạ vâng. Thế là con lần đầu tiên là cô thăm dò đúng không? Kiểu không, cô cho. Nếu mà lần đầu tiên thì mình cứ làm bình thường. Ai cũng có đánh béo. Mình cứ làm thật đều đặn bình thường. Vâng. Phương ơi, béo con ơi, con có ăn hành không? Có. Con ăn phở gà thôi hả? Hello em. Em có thiền không anh hỏi em một hai câu được không? Em có thường ăn đây không? Thỉnh thoảng ăn đây hả? Thế là em là người phố cổ hay là em đến đây du lịch? À thế à? Ừ, thế em có thể cho anh nhận xét về món ăn của em. Đần gà đúng không? Thế có gì để em có bị cho quán không? Ok anh cảm ơn em nhé, cho em ăn ngon miệng. Đấy các bạn ạ, thì mình thấy là ăn phở gà đây, mình ăn một số nơi rồi. Thực ra phải nói thẳng là mình không phải là tín đồ của phở gà mà cũng không sành phở gà. Nhưng mà ăn nhiều quán thật sự là mình không ăn nổi vì nó có cái vị ngâm đắng mà người ta cho cái của lá chanh vào ấy. Ở đây thì hoàn toàn không như vậy. Ngoài ra thì mình thấy là nước phở ở đây ăn rất là ngọt, ngon. Cái điều đặc biệt ở đây là mình thấy là cái phần da gà cũng được tách riêng ra ấy. Và có rất là nhiều option cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể ăn gà, da, các bạn có thể ăn thịt không, hay các bạn có thể ăn cả cái phần thịt mà có cả da lẫn thịt. Nói chung là đấy cũng là một cái ưu điểm ở đây. Cái bánh phở ấy theo mình nghĩ là nó cũng vừa có ưu điểm và vừa có nhược điểm. Cái ưu điểm ở đây các bạn ăn các bạn sẽ cảm thấy là nó không như kiểu là được trộn những cái phần chất để làm cứng cái bánh phở, đâm ra các bạn ăn cảm thấy nó rất là mềm. Nhưng mà tuy nhiên ngược lại thì đối với cả một số bạn thì ăn sẽ cảm thấy là nó như kiểu nó khi mà nhai vào nó hơi bột bột một tí. Tuy nhiên đối với mình là ưu điểm bởi vì là ăn bánh phở này nó sẽ rất là ngấm với nước dùng, ăn nó cảm thấy nó đậm đà hơn. Nước dùng ở đây ăn ngọt các bạn nhé. Nói chung đấy là tất cả những nhận xét của mình cũng đáng thì các bạn thử 40.000 cho đến 70.000 là mức giá ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem cái video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.